ngày 15 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai hội nghị bồi dưỡng tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tới các trường học trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, đồng chí Trần Doãn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 7 tháng năm 2024, kết quả tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023-2024. Tiếp đó, báo cáo viên của huyện thông tin về Nghị định số 45 ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Quyết định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024, quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Giới thiệu tác phẩm xây dựng phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bồi dưỡng chính trị hè hàng năm cho cán bộ quản lý giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong tình hình mới, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.